Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của Phía Trước TV. Hôm nay mình đi về phía trước và khám phá núi Đá Voi thuộc huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài Tây Bắc thì có xương sống khủng long, còn Tây Nguyên thì có núi Đá Voi. Còn mình sẽ trèo lên xương sống voi. Và các bạn cùng cùng mình đi khám phá núi Đá Voi, xương sống voi nhé. Mình cùng đi thôi nào. Trước khi đến với núi Đá Voi thì mình thấy quang cảnh xung quanh núi Đá Voi rất là đẹp. Mình cùng quay cho các bạn xem nhé. Mình đã tới núi Đá Voi rồi các bạn ơi. Giờ mình trèo lên đỉnh núi để khám phá núi Đá Voi. Núi Đá Voi và trèo lên xương sống voi Tây Nguyên. Các bạn cùng trèo lên xương sống voi Tây Nguyên với mình nhá. Trước khi lên có một cái cầu ở trước núi Đá Voi rất là hoang sơ bằng gỗ. Đây, bắt đầu đi qua lên núi Đá Voi, trèo lên xương sống voi. Đây, xương sống voi đây rồi, trèo qua, trèo lên, bắt đầu xuất phát. Đây, bắt đầu trèo lên xương sống voi Tây Nguyên. À. Cứ trèo lên thôi chứ. Ở cái này dễ trèo không à? Đây là cô bé sợ độ cao nha mọi người. Lại lên xấu. À, đây đây. Xương sống voi. Trèo sang mình đây. Trèo lên xương sống voi. Cũng khá dốc. Đá này. Núi đá này rất là cao. Dốc. Trèo lên mấy bước rồi đấy. Thấy mệt mệt. Đây, dưới đây lại có một hồ sen tiếp. Mình lên đỉnh luôn, đỉnh tít đằng kia. Chắc cũng phải 100 mét nữa. Mình đang trèo lên lửa thì trời tự nhiên là đổ mưa các bạn. Trời, đổ mưa rồi. Mịt mù luôn. Mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Trời mưa cũng không cản được bước chân mình lên. Đây, núi Đá Voi. Trèo lên xương sống khủng long, xương sống voi. Đây, mình tiếp tục trèo. Hai bên thì rất là dốc. Khá là nguy hiểm.
có một cái vỉa nước đọng thành vỉa nước ở trên đỉnh núi. Đặt chân lên đỉnh núi đó voi và trèo qua xương sống voi lên đỉnh núi. Phong cảnh xung quanh núi đá voi thì xa xa kia là một cái hồ dưới chân núi bao phủ các đỉnh núi. Đây, đây mấy cái bể nước nữa. Trên sườn này thì dốc hơn các bạn. Này trời mưa mà mưa. Mưa lên đây có khả năng cũng hơi trơn ạ. Nên trời mưa lên đây phải cẩn thận. Này khá dốc, dốc đứng luôn. Xem. Mình chỉ đi từ đây thôi. Bước từ nữa là rất nguy hiểm. Đây. Trời mưa rất là tóc. Mình đã chinh phục được xương sống voi Tây Nguyên. Ở đây là mình đang cảnh xung quanh. Trời đang mưa, gió thổi khá mạnh. Thank you.
về cục xuống, hiện lên một sinh sống. Địa điểm đẹp để mình làm ẩm thực. Địa điểm nào ở dưới kia, xuống gần cái hồ dưới kia mình làm đồ ăn ẩm thực, cắm trại, dựng lều cắm trại gì đấy. Xuống núi các bạn, giờ mình đi kiếm địa điểm để cắm trại rồi nấu đồ ăn trưa. Mình cũng kiếm được một cái địa điểm ở đây, cánh đồng cỏ, cái đồng cỏ này mình cây này, cây mình sẽ dựng lều ở đây trại. Thì gần địa điểm mình cắm trại thì có đàn bò đang gấp cỏ, đang nghi hình như một sinh vật lạ đang quay nó. Gần không biết có bị húc không này, không bị húc, sợ mình. Đàn bò đang gặm cỏ gần ngọn đồi, đàn bò đang gặm cỏ non đấy. Thấy mình lạ lại nhìn tiếp. Đấy, mình cắm trại đây. Trước chuẩn bị một cái vòng nằm ra thưởng thức thiên nhiên giữa núi rừng. Này đúng hai cây này sinh ra để mắc võng đấy, nằm ở đấy thôi còn gì bằng. Cây này sinh ra để dành cho cái võng này, chắc nằm nào được đấy. Rồi mình nằm đây tới chiều mình về thưởng thức thiên nhiên. Này leo núi mệt quá. Cây này như là cũng có dấu ấn của những cặp yêu đương tới đây, cặp tình nhân này. Mình quay review quay cho bạn xem chữ lớp tình yêu này, xem còn chữ nữa không. Hết mỗi chữ chứng tỏ là đây có một cặp. Đây là dấu chặt của những người đi rừng. Đây là cảnh xung quanh, cảnh xung quanh chỗ mình dựng lều nghỉ ngơi nhá các bạn nhá. Xa xa những đàn bò đang gặm cỏ, xa kia nữa là ngọn đồi. Và bên kia tiếp bên kia các bạn có nhìn không, tiếp bên kia là cái hồ đấy. Rồi thế là dựng lều các bạn ơi. Giờ mình dựng lều không, dựng lều không, tí nó mưa chỗ chú lều phòng khi nó mưa
Đây cái lều mình đây. Không leo rồi, tôi nằm thử cái nào. Ui xa được này, có cái trúng ưa được đấy, nó ngủ lại qua đây cũng được cái chứ. Ngoài gió trong này ấm không lắm. Thôi mày đi ngủ đó. Hết. Ôi trời. Thôi vậy nào. Ít đồ thì nấu nồi với cháo chảo ăn. Cho ít dầu ăn vào. Xôi xèo xèo. Giờ mình làm thêm món đùi gà nướng nữa các bạn ơi. Là mình cho đầu cho đùi gà lên nướng. Đợi đây, đợi chín, võng nằm đó.
hôm nay võng đợi đợi thức ăn chín rồi chiến thôi. Đây thịt bò này chín rồi các bạn. À, đói rồi mình ăn món thịt bò này trước, thì nữa ăn món gà sau. Đây, chấm muối. Mời các bạn cùng dùng bữa với mình nhé. Chín rồi các bạn ơi, món gà đã sắp chín rồi, gà nướng sắp chín rồi, thơm rồi. Rồi sau một thời gian chờ đợi thì món gà đã chín rồi các bạn ơi. Chiến thôi. À, mình bắt đầu tháo đùi gà ra. Đây các bạn ơi, món đùi gà nướng, cái gà nướng xong rồi. Đây các bạn. Các bạn dùng mình nha. Gà nướng ngon.
nhiều cũng chán, mình cũng thích đi khám phá rồi đi đi phá thiên nhiên cảnh quan vậy. Mình sắp tới mình lại đi các cái chuyến đi đến các cái vùng khác đẹp hơn, hấp dẫn hơn, mình sẽ quay lời review cho bạn xem. Ăn xong thì cũng chiều chiều các bạn, mình ăn quả cam rồi chắc mình cũng dọn đồ về thôi. Các bạn xem thấy vui cho mình một like, một đăng ký nha, để mình sau này làm những video đẳng cấp hơn. Chào các bạn nhé, mình lên đường về đây, hẹn các bạn.